Tuấn chào mọi người, Tuấn chào mọi người đến với cái khu đất ở đây nha. Cái khu đất địa chỉ là 3226 Rose Arbor Drive. Đây là cái miếng đất 5.000 square feet ở Hernando Beach, Florida. Đấy, nên gần biển, mang tiếng gần biển nhưng mà không có bãi biển gần đây nha. Này là đằng sau là gì đó, đằng sau là biển nhưng mà có nhà này kia nọ hết trơn rồi đó. Đây là cái neighborhood của cái khu đất này đó. Đây là miếng đất 5.000 square feet. Nhà kế bên cũng để bán nè, nhà kế bên để bán là hình như 500, khoảng chừng 500 ngàn hơn á đó. Bà con thích thì có gì cho Tuấn biết rồi Tuấn trả giá giùm cho ha. Cái khu đất này là khu đất lũ lụt nha, nó flooded area nên xây nhà bà con coi nè, là ở dưới là cái gara, ở tầng trên, mình ở tầng trên ha đó. Này vô cho bà con cô bác coi miếng đất nha. Trước ở đằng sau là có cái suối, cái sông, cái suối. Miếng đất nè đó, 5.000 square feet. Có cây thông, cây dừa gì đủ thứ loại cây nè. Cây hình như có cây này, cây pine tree luôn đó. Rồi cây này nè, không biết cây này cây gì nè. Dưới này giống như cây phượng mà kế bên cây dừa, cây dừa kiển nha chứ không phải là dừa cái trái nha. Ok rồi, để quay cái đằng sau. Đằng sau nó có cái con suối, chờ chút để quay con suối nha. Đây, cái con suối đằng sau đây, thấy không? Đó. Chắc có thể tàu nhỏ chạy được đó. Con suối này, con sông này nó cũng dài lắm, nó có thể nó ra biển được, không biết, không chắc nha, không chắc, để kiểm tra lại đó. Thì thấy người ta có chỗ đậu tàu nè đó, thì người ta xây cái chỗ đậu tàu nè, thì Tuấn nghĩ là có thể ấy. Đây là miếng đất nhà kế bên hàng xóm đó. Ở đây có gần công viên, gần cái thiên nhiên, cái gọi là conservation đất được bảo vệ đó, của chính phủ. Mấy miếng đất hàng xóm thì bán mắc hơn, thì bán hình như là 70 mấy, 80 mấy, 100 mấy luôn. Còn miếng đất của Tuấn thì bán có 65 ngàn thôi. Nhờ vô té vô năng vô nha. Ok, có ai có thắc mắc gì thì cho Tuấn biết. Đây, người ta xây nhà, người ta mua đất, người ta xây nhà đây. Tuấn cảm ơn mọi người ha. Hẹn mọi người gặp cái video kế tiếp. Cảm ơn mọi người nha. Chào mọi người. Bye bye.